Vâng, xin cảm ơn Hồng Hạnh. Phải có những người con như là Hồng Hạnh thì mới bảo tồn và phát huy được những làn điệu chèo. Vâng, thưa quý vị, rất là đặc sắc của người Việt Nam chúng ta, phải không thưa quý vị? Và chia tay với bài hát Lời Chúc Mùa Xuân ngày hôm nay thì cho phép Minh Thúy xin được tiếp tục mạch cảm xúc về mùa xuân để dành tới quý vị ngày hôm nay đang hiện diện tại đây. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khách quý và bà con nhân dân ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết lúc này đang mưa, nhưng quý vị cũng đã đến và cổ vũ cho chương trình rất là tuyệt vời. Và xin chúc cho quý vị một năm Giáp Thìn thật là nhiều sức khỏe, tài lộc, bình an với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phục, ca khúc Xuân Họp Mặt, để chúng ta cùng dành tới nhau những lời chúc ý nghĩa nhất cho năm Giáp Thìn ngày hôm nay. Xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và xin cổ vũ cho Minh Thúy bằng một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Xin cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.